lên giữa đất, tổ quốc lóe lên hình tia chớp ngăn tù. Mình không phải, nó phải không phải là mình nói quơ đũa cả nắm, nhưng mà đa số những người Việt Nam bên này cũng nhiều, nó nói hoài, nó đi nó tới nó hoài, thì là họ cái người Việt Nam ở nước ngoài không có đoàn kết. Tao nói đoàn kết thôi, cho tao không nói trong cộng này. Thí dụ bây giờ ở cái cộng đồng người Hoa, cộng đồng người Mexico, cộng đồng ở chỗ tao là Hờ Mông nhiều lắm, còn thua Hờ Mông là Mông có đoàn kết lắm, tất cả mọi cái đoàn, cộng đoàn hết, họ chỉ mới riêng cái gì cộng đồng Việt Nam mình là mất đoàn kết, có nghĩa là hãy đụng vô thôi, hay đụng năm bảy người trở lên là bắt đầu có chuyện, có nghĩa là cũng chia năm xẻ bảy cũng tối với nhau, bởi cái bản chất của người Việt Nam là vậy mà. Cho nên việc đó là tao không có thích chơi, người ta chơi đơn độc thôi à, tao già tao làm công chuyện xong rồi tao làm đủ trò rồi tao đi, tao không có chơi với ai, nên ta cũng ít bị va chạm. Dạ, cháu cũng vậy. Thì hôm trước cháu chưa có cái vườn rau của cháu đó, thì cháu đi làm xong thì có thời gian thì cháu làm vườn sau vườn á, rồi cháu bây giờ mới mở cái livestream này, thì đó là thì đó là cái giao lưu với tất cả mọi người trên thế giới, đó là cái tâm niệm của cháu. Chứ hồi xưa thì trước khi mở cái diễn đàn này thì cháu đi làm, rồi cháu đi làm về xong thì ra ngoài vườn làm vườn đó, làm vườn để mình hồi hồi tưởng lại quê hương mình, giống như vườn rau rồi vậy, cây cà cây mướp, rồi mình nhớ lại hồi xưa ba mình trồng ở làng vậy. Cho nên đó là cái nỗi niềm của mình. Thì Đúng bây giờ rồi. có cái diễn đàn này, thì bây giờ cháu mở diễn đàn này thì là cháu trân trọng kính mời tất cả mọi thành phần, tất cả mọi nơi thì mình lên đây mình chia sẻ. Thì cuối tuần này cháu sẽ mở cái đầu tiên khai trương cái bàn tròn hải ngoại đi, rồi mời chú, mời anh cư sát Duy Tân, mời Nancy, mời nói chung Rồi. mình mời tất cả Thấy người thấy người ta có vô không? Sao thì tao không thấy những comment người hết. ta? Thì anh Tao không thì đang có mặt trên diễn đàn. Tiếp này anh cầm với lại Đạt Phi ạ. Thì những người ở trong nước ấy, như trong nước thì bây giờ là cái công nghệ thời kỳ 4.0 rồi, cái thế giới phẳng. Nghe những cái thành phần trong cuộc cực đoan ở hải ngoại, họ cứ tuyên truyền là nước Mỹ là một nước văn minh này, một nước là một nơi đáng sống này, thì nó không có những cái gì như của Việt Nam. Thì các anh Cầm và Đại Phi ở trong ở bên nước Mỹ thì cũng nên cho các khán giả Việt Nam, và chúng tôi rất mong rằng những các anh các chị sống ở đất nước Hoa Kỳ có những cái gì mặt trái của xã hội Mỹ thì cũng nói lên để cho nhân dân trong nước hiểu được cái xã hội Mỹ nó như thế nào. Thì thực tế ra một số cái thành phần dân chủ của trong nước ấy, thì họ cứ mơ ước có một tấm vé miễn phí sang Mỹ, như Nguyễn Ngọc, như Quỳnh, như Củ Y Hà Vũ, như Hải Điêu Cày, như Tạ Phong Tần, như Bùi Kim Thành đấy. Thì họ chỉ mong rằng họ hoạt động ở Việt Nam thật là mạnh mẽ để họ kiếm được một cái vé đi Mỹ miễn phí, và khi sang bên đấy họ làm gì để kiếm sống. Thì chỉ thấy luật sư Bùi Kim Thành đi nhặt rác lượm non để kiếm sống mà thôi. Vậy thì các anh em bên đấy, các anh nói lên cái xã hội Mỹ nó như thế nào, nó cư xử làm sao đối với thành phần đó ạ. Cho con mở lời trước đi chú Cầm ha. Thì xã hội Mỹ là một xã hội văn minh, thì đây để cho mình phân tích mà tất cả mọi khía cạnh đi. Cái thứ nhất á, khi mà mình có cái tài nào đó, cái tài bẩm sinh chẳng hạn, giống như một ca sĩ, một cái vận động viên thể thao nào đó, nó nổi trật, nó nổi bật thì mình có thể làm giàu. Ở Mỹ là người ta quý cái tài, cho nên mình có cái tài xuất chúng nào đó thì mình sẽ làm giàu. Đó là cái thứ nhất. Là người làm tài, người không cần học, không cần qua con đường học vấn, thì đó là làm tài. Cái thứ hai nữa là xã hội Mỹ là xã hội văn minh, cho nên người ta trả lương theo cái bằng cấp của mình. Cái bằng cấp càng cao, cùng công việc với nhau trong 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 trường của Phi thì cùng bằng cùng cùng với nhau, nhưng mà người cùng làm công việc giống nhau, nhưng mà người có bằng cấp cao người ta trả lương cao hơn người bằng cấp thấp. Đó đó là cái lương bổng theo cái bằng cấp. Cho nên đó là bằng cấp càng cao thì lương càng cao. Cái đó thứ hai. Cái thứ ba nữa là những thành phần mà có tiền á, người ta đầu tư vào những cơ sở thương mại thì không cần tiếng Anh, nếu người Việt Nam thì không cần tiếng Anh, cũng không cần cái bậc sinh thiên tài nói cả, thì người ta làm ăn. Thì đó, đối với người Việt Nam mình thì theo tôi nghĩ thì chỉ có hai con đường thôi. Con đường thứ nhất cái về cái thiên tài bẩm sinh thì con nghĩ không có đâu. Cái thứ hai nữa là về học vấn thì có, ở đây rất là nhiều, rất là giỏi những người kỹ sư, bác sĩ vân vân và giáo sư rất là nhiều.
đó cái đó là cái tầng lớp thượng lưu hoặc là trí thức ở trong ở hải ngoại này. Cái phần mình đã nói, cái phần mình làm kinh doanh thì rất là nhiều, thì người ta không cần tiếng Anh, người ta không cần thiên tài, nhưng mà người ta có tiền, người ta mở ra làm ăn thì cái đó được. Còn cái thành phần thứ tư á, không có thiên tài bẩm sinh, không có biết, không có bằng cấp và không có tiền thì người ta sống ở dưới đáy xã hội. Thật ra mà nói như vậy, ở Mỹ khổ lắm. Người thí dụ nhà nước có cho mình tiền gọi là tiền trợ cấp hay là tiền welfare gì đó thì người ta cho mình khoảng 600-700 một tháng thôi, nhưng mà thực sự ra mình phải share phòng có nghĩa là mình sống chung với gia đình nào đó. Thí dụ bây giờ nhà Phi đây này, Phi có 4-5 phòng, 6 phòng chẳng hạn vậy, thì có một cái phòng nào đó thì Phi cho người ta mướn thì người ta trả 200-300 chẳng hạn vậy, thì đó thì người ta sống như vậy thôi. Chứ còn mà thực sự ra mà sống ra ngoài một cái riêng biệt không sống nổi à, mình thật sự. Hoặc là mình nhờ với người khác sống, chứ còn mà sống như một giống như một người mà từ Việt Nam qua mà không nhà nước người ta cho tiền trong khoảng thời gian nửa năm hoặc là một năm nào đó thôi, rồi sau đó là mình tự mình đi mình làm mình, mà nói thiệt khi mình lên cái sự an sinh xã hội mình xin tiền mình nhục lắm à, mình thấy người ta coi nhìn mình với cái ánh mắt khinh bỉ à, tại vì mình trong cái độ tuổi lao động mà mình đi xin tiền thì ở đời mà là người ta bố trí tiền cho mình hồi xưa thì khi mà Phi mới qua thì cũng có đi tới cái trại làm giấy tờ mà mình giấy tờ thôi, mình không bao giờ mình xin tiền trợ cấp của chính phủ phần nào hay cả à, nhưng mà mình thấy trong cái mấy cái nhân viên trong sở mà an sinh xã hội người ta hỏi rất là nhiều lắm, hỏi mình là tại sao không được vân vân. Nhưng mà theo mình thì một người trong độ tuổi lao động mà đi xin tiền trợ cấp nó nhục lắm. Mình phải làm gì? Cho nên cái đa số cái dân tộc của mà ở Việt Nam, thứ nhất họ qua đây khổ lắm chứ không phải là sung sướng đâu, tại vì con đường học vấn của họ không có còn nữa đâu, tại vì họ lớn tuổi rồi mà họ phải mất một thời gian nào đó. Ở Mỹ muốn thành tài học cái đường học vấn thì phải mất ít nhất 6-7 năm mới ra ngoài xã hội mới sống được. Chứ còn mà và lại khi mà người ta lớn tuổi rồi mình xách hồ sơ đi xin việc chứ chắc gì công ty đã nhận không, người ta nhận người trẻ, người ta nhận người mà có cái kinh nghiệm nhưng mà mình tuổi già mình không có kinh nghiệm gì, khó có người ta mướn mình lắm. Cho nên mình mong là những người mà dân dụng của ở Việt Nam á, đừng có vì cái bánh vẽ của những người bên này mà nó đưa cho mình rồi mình đi ngược lại lợi ích của dân tộc Việt Nam mình, chống lại chính quyền, chống lại đảng và nhà nước. Thì mà khi mà qua đây được bạn khổ lắm, bạn không phải là Mỹ, chứ Mỹ không phải là thiên đường cho những người giỏi, thiên đường cho những người có biết cơ hội chiến thân, chứ là địa ngục cho những người mà dân giống dân chủ của mình. Thì mình xin phép người thì con mời chú Cầm đi, chú Cầm chia sẻ đi. Thì theo tao thì mày đã nói hết tất cả những cái gì đã chính xác rồi, mà cái vấn đề này ngày xưa tới giờ tao với Nancy cũng đã là mỗi lần lên mạng để mà phản biện lại tụi nó thì cũng đã nói hết trơn rồi, từ thuế má nhà cửa tới y tế xã hội giáo dục, tao nói rồi, tao nói từ xưa giờ Mỹ nó không thua Việt Nam một cái gì cả, cái gì nó cũng đứng nhất cái trơn á, mà thậm chí thì còn nhiều cái đứng nhất rất là quái dị nữa đó. Thành ra vì đó mình cũng không cần phải nhắc lại, nếu tụi bay coi lại những cái clip của tao với lại Nancy là nói ra thì hình như là tụi bay cũng đã không biết hết rồi. Mình nhắc đi nhắc lại rồi thành ra nó nhạt. Nói chung là tất cả những cái gì nói như đúng như cha như thằng LDP nói là ở cái xứ này ta không chê nha, ta không chê, nước Mỹ rất là tốt với những người nào biết khai thác triệt để, còn những cái thành phần mà người vừa ngu si vừa dốt nát vừa không có cái gì cả mà cái lúc nào cũng mơ mộng về cái thiên đường nước Mỹ này là làm chết thì được, hoàn toàn không phải vậy, hoàn toàn không phải vậy. Nói một cách khác nữa, ở đây thì cũng có những người như tao đưa tôi bố lên hoài đó, ma túy xì ke đĩ điếm gái rồi thậm chí mà đã vậy còn những cái thành phần mà bắn giết nhau rồi nổ súng uống cho đụng tùm lum tà la, cũng nói chung là cái gì vậy nó cũng hơi Việt Nam trên rồi. Nói một cách khác hay chăng nữa thì nó rất là đúng. Ở đây nếu người nào có chí, có ý, có chí, có cầu tiến thì đó là một cái vấn đề, là một cái đất nước mà mở cửa cho những người đó. Còn rằng là những người nào mà không ngỏng mà lớn tuổi rồi thì không nên mơ mộng. Bởi vì nước Mỹ này nó không có chấp nhận, bởi vì nó sẽ đào thải ra những người bất tài.
nó sẽ đào thải ra mất người quá tải và rất là khổ cực. Rồi những cái loại, những cái chi tiết mà trong đời sống hàng ngày thì như là ai cũng bớt hết rồi, về thuê nhà trọ rồi giống như kiểu gì Việt Nam ở đây tao nghe nói, tao không biết nhưng mà bên nghe đó có liên nội cái gara không á, cũng có nhiều người mướn, người Việt Nam mướn cái gara xe không, cũng có nhiều người thuê để xe hai ba người ở. Thì nói như vậy thì hiểu rằng nó không đơn giản, nó không đơn giản như kiểu như ở Việt Nam mình mơ mộng, nó không đơn giản như vậy. Thế nhưng mà có nhiều người Việt Nam hiểu lầm hay cái nếu bước chân qua đó là tưởng tượng là trời là xứ thiên đường, ở tiền ở trên cây hái xuống ăn đồ, mà nó đâu có đơn giản vậy đâu, đâu có đơn giản vậy. Thuế từ nhà cửa, từ nói chung là tất tần tật đều tiền hết. Cái mà đi xin trợ cấp thất nghiệp này kia hên quá, cuộc đời tao nó cũng vui là từ hồi mấy chục năm nay đi qua Mỹ tới giờ tao chưa hề ăn một đồng sen, một sen một cắt nhiều quá tiền mà trợ cấp thất nghiệp cả, hoặc là cái tiền mà tôi bị ăn coi như là để trợ cấp này kia không có. Tại gia đình tao không có cái vụ đó, gia đình tao không có đó. Đi qua là đi làm ngay đi làm riết tới ngày đi thai luôn. Thành ra tao không có biết vấn đề coi như đi xin trợ cấp thất nghiệp hay gì chứ, hay tao bởi vì cái chỉ số mà coi đi là cái gì á, cái credit cá nhân á, tao 863 điểm. Vậy là chú cao quá rồi, 863 điểm là quá cao rồi. Mà tự nhiên bữa trước là tại vì tao cho thuê cái nhà này nên là tao mới làm cái credit ra để mà cho tụi nó làm cái hợp đồng để mà cho tụi nó 800 mấy điểm khủng khiếp. Tao đâu có biết đâu, từ nào thì tao đâu có biết cái vụ đó rồi, nó chắc là ngoài sao ok. Thì nói như vậy cho mày hiểu rằng mình phải có một cái sự, ở đâu cũng vậy, mình phải tự lực cánh sinh. Ở Việt Nam cũng vậy đó, có những cái đầu không có cái ý kiến nào mà lúc nào thì cái tụi dân chủ của nước thường thường là những cái đám coi như là không chịu làm mà đòi ăn không à, chỗ nó khổ vậy đó. Mà thấy rõ ràng không, mình mà lên comment gì không mà như cái hại như làm gì đó, Kiên Giang Lê Thương đó ngồi tốt ngày lay kim chửi bới còn bà không bao giờ thấy làm chứ, còn mình làm chết mẹ tao thiệt. Mày từ hồi xưa tao không hề biết, tao chưa hề vô Facebook bao giờ, chỉ có 2-3 năm nay là cái lúc từ ngày bà retire bắt đầu mới rảnh rang mới ngồi bò bấm lên, chứ hồi xưa thì mà đã có đi làm thì mà biết rồi, cái thời gian đi làm ở Mỹ rất là khắc nghiệt. Về tới nhà là đúng là làm có đùng là không không còn biết trời trăng mấy nước gì cả. Con hồi xưa con hồi trẻ thì con đi ra nhà là 6 giờ 8 giờ tối 9 giờ tối con mới về. Đúng rồi. Tại vậy còn nhiều khi không thiếu tiền như bà xã tao, nhiều khi bà làm hai chớp luôn. Có vậy đó. Mà cán chị ở Việt Nam có hiểu như thế này này, ở Mỹ á nó có hai chữ T thôi, chữ tình và chữ tiền. Nhưng mà Việt Nam mình có chữ tình nhiều hơn chữ tiền, nhưng mà bên Mỹ chữ tiền thôi, nó có chữ tiền thôi. Không tình, chữ tình là không có, zero, chữ tiền thôi. Tao nói cho mày nghe, thậm chí là bởi vì người Việt Nam mình cái chữ tình nhiều quá. Ở đây tao thì kể cả vợ chồng Mỹ luôn nha, vợ chồng Mỹ luôn nha. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó đến nỗi mà khi mà đi ăn hay đi uống gì đó nha, rồi mà thậm chí vợ chồng nó còn phải cưa đôi. Chưa có đôi, đúng rồi, cháu thấy luôn đó. Cháu thấy luôn đó. Đối với tụi nó bình thường lắm. Đối với người Việt mình thấy quái, đủ mà vợ chồng kiểu kỳ cục người ta. Mà vậy hả Mỹ giờ phút cuối cùng đồ họ eo gì mày đã tao trả đồ còn có mấy chục sen hoặc là đồng hay đồng ở đây khác tiền lẻ đó. Cho nên biết không, cho nên đa số mà tại vì Việt Nam mình là khi mà mình mời người khác mà đi ăn thì mình đàn ông mà mình phải trả hết, cho nên đúng cái Mỹ nó thích dân Việt Nam lắm, mà già nó thích tại vì mình mời đi ăn là mình trả tiền hết cả, là tụi nó thích gì lắm. Bởi vậy thì cái mình thấy cái thực chất á, tôi nói đây cũng nói lại một chút xíu là cái chỗ này chữ văn minh lịch sự của Mỹ là nó giống một kiểu như chót lưỡi đồ môi thôi, có nghĩa là đi đâu gặp hi how you hello rồi các là đủ. Nhưng mà hồi xưa vui lắm kìa, trong hãng người ta thấy Mỹ bạn tao làm chung ca, làm chung giờ luôn, mà làm chung công việc luôn, thì ta hay đi chơi nó đi xuống canteen, bây giờ là xuống nhà ăn để mà đi ăn uống cà phê, rồi nó gặp ai nó cũng chào hello hai rồi đi ngang ra, mà nhưng mà nó làm như cái máy, có nghĩa là nó không ngó người ta mà nó vẫn chào, khi người ta đi ngược lại nó chào. Tao hỏi ê mày, ê you know him,
Để ý tôi nói là đồ phát ăn mày đúng mẹ có biết không? Không biết, rồi không biết sao mày chào, rồi nó làm tin. Có nghĩa là như cái máy, có nghĩa là cái chữ chào, thank you, how you à, mình phải là đồ hầu như là mình như cái máy vậy. Đồ mới làm chứ không phải bản chất của người nó không có thể hiện, nó không nói ra bằng cái tấm lòng của nó mà nó nói thành cái máy. Tôi nói về Mỹ, mày ở đâu mày biết rồi, ở Mỹ là vậy, có nghĩa là hầu như là nó chào hỏi xã giao nhưng mà thật sự cái rượu mày không phải vậy, đó là một cái máy nói Ok, thì bây giờ cái chủ đề hôm nay là dân chủ cuội, cho nên các anh rồi. chị dân chủ cuội thì đừng có đứng núi này trông núi nọ. Đúng rồi. Mình phải ở, mình đứng ở chỗ này thì mình lo làm ăn, lo vun đắp để cho cuộc sống Cái của đầu mình. tiên mà tao muốn bổ túc với thằng Free là vậy nè, có nghĩa là đầu tiên mày phải lo cái bản thân của mày trước, Đúng rồi, mình phải lo đừng bản có lo thân cái ai cả. Tao không cần muốn mày lo chuyện đại sự, đừng có lo cho đất nước chuyện đó, mà bản thân mày phải là mày giàu lên, vợ con mày sung sướng đó, là một cái điều kiện tiên quyết. Rồi bắt đầu sau khi được như vậy rồi á thì bắt đầu mày mới nghĩ những chuyện mày thanh thản thôi mới lo. Còn mày cái thứ dạng mà khốn rách áo ôm mà tiền nhà tiền phòng trọ chưa đủ tiền tháng này để trả, ồ mà mình lên ngồi chém gió để mà ồ mà cái gì đa nguyên đa đảng, trời tao nghe thì tao mắc cười quá. Đồ Chào Hải Yến Hoàng, thì mình chào tất cả mọi người thôi, thì mình không có thể chào riêng biệt. Bây giờ thì cháu Huỳnh hay là anh Cầm hay là anh ok hả? Thì anh có ý kiến gì thì mời chia sẻ đi, cho anh ok đi. alo, Dạ nghe mà. nghe đây, Nghe nói đây, rõ, nghe rõ không em? Nghe nghe. rõ. Xin chào chú Cầm, chào các anh, chào các anh các chị trên diễn đàn. Hôm qua thì cũng chia sẻ một số về vấn đề rồi. Thế hôm nay thì các anh cũng có một cái chủ đề là về dân chủ cuội đó ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Ở đây thì vừa rồi thì đối với lại các cái đối tượng dân chủ cuội ở trong nước thì anh Trần Thành Trung, thế rồi thì bác Châu Huỳnh thì cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Đấy, tất cả những cái sự việc nó xảy ra thì chúng ta đều nhìn thấy rằng là đối với các cái đối tượng này như thế nào thì chúng ta đã nhìn thấy rồi, bản chất của họ như thế nào thì mọi người và anh Châu Huỳnh, bác Trần Thành Trung cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Thế ở đây thì cũng có một cái là cháu lên đây thì cháu cũng muốn hỏi thêm một chút là chú Cầm với lại cho anh Phi là ở bên nước ngoài thì những cái, cho cháu hỏi là những cái đối tượng nào là cái đối tượng mà được cấp đất, bởi vì là trong cái thời gian vừa rồi em có xem một cái đoạn video do những người ở bên nước ngoài đưa lên ấy, là một số bà con người Việt là sang bên nước Mỹ là đã làm nhà ở trên cái đất đó là tầm độ khoảng 3 40 năm rồi. Thế nhưng mà đã ở và ổn định ở đó là trên được độ khoảng 3 40 năm rồi. Thế nhưng vừa rồi thì nó có một cái clip người ta đưa lên là khi chính phủ Mỹ yêu cầu là họ phải tháo dỡ nhà và phải rời chuyển đi chỗ khác và không có nhà để ở nữa. Và chính phủ Mỹ có một cái điều là người ta yêu cầu là muốn đi đâu thì đi, muốn ở đâu thì ở, là biết sao là anh phải 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 di dời ra cái chỗ đấy. Thì cho em hỏi là Ok. đối với nước Mỹ, đối với nước Mỹ thì những cái đối tượng nào là những đối tượng được cấp nhà và tại sao những cái trường hợp mà một số bà con mà sang bên đó đã ở bên đó đã làm nhà trên đất ở cái tại cái chỗ đó là 3 40 năm rồi. Thế nhưng chính phủ mua Mỹ người ta yêu cầu một phát là phải ra đường, không được quyền cãi. Để Đấy, thì em muốn hỏi thêm một chút về cái việc này cho nó rõ chứ. từ đi hỏi từng câu đi, để tại vì thôi con xin lỗi bác Cầm, chú Cầm con nói trước, tại vì con ở trong cái vùng mà nhà nước cái thành phố này đang quy hoạch. Ok, để gì mình nói ngắn gọn như vậy này. Ở Mỹ nó có hai loại đất, một loại đất á, là gọi là public domain, có nghĩa có loại đất này là cho việc công cộng, giống chẳng hạn như là trường học này, xa lộ này. Nói chung cái phục đích vì lợi ích của công cộng nhiều hơn, ok. Rồi cái loại thứ hai là loại đất cho cá nhân, thì đó là hai cái mục đích như vậy. Cái ở ai em thì biết này, ok. Khi mà cái vùng đất mình đang ở, nhà mình đang ở, thí dụ nhà Phi đang ở đây, nhưng mà thí dụ như nhà nước cái tiểu bang thành phố nó muốn mở đường ra thì nó cắt đường, không có nói dân qua như ý cả, nó tính theo cái giá trị thị trường nó trả cho mình. Đây là một cái ví dụ điển hình này, những ai ở Texas này, giống như Bình Vương ở Texas này, ở cái Texas đó có cái thành phố là Dallas. Hồi xưa cái sân bóng rổ á, cái thành thành phố Dallas, cần biết là có cái đội bóng rổ là Cowboys.
khi mà nó phá cái sân bóng, sân football là gọi là bóng chày, bóng chày bóng chày phải không? Football. Football hả? Football là bánh bầu dục á. Đâu phải đâu, phải chơi bầu dục. Football mình okay. Thì cái đội football á, là cái đội Dallas Cowboys á, nó xây cái sân vận động mới. Thì khi mà nó có đất rồi, nó quy hoạch tất cả. Có rất là tội lắm. Mà đúng ra cái này là không có đúng đó. Tại vì cái football á, là cái tổ chức cá nhân, nhưng mà nó lợi dụng vậy. Có một nhóm người ở trong cái khu đất đó, có một bài giải rất là cũ và nói là tôi ở đây 30 năm nay rồi, tôi không có đi đâu hết cả. Các anh có muốn tới phá thì phá, mà rốt cuộc bà cũng thua đó. Cho nên nó phá hết, nó trả theo thì nó khi mà nó đạt được, nó bắt quyết định nó làm thì coi như tất cả mọi người dân ở trong đó thì nó trả theo giá thị trường, thì mình không biết bao nhiêu thì đó nó trả theo. Đó là cái vùng đất mà thuộc lại cái sân Dallas Cowboys, cái đội Dallas Cowboys là gọi là một cái công ty tư nhân, chứ không phải là cái của nhà nước đó, là cái gì người ta cũng làm được. Cho nên cái khu mà Phi đang ở đây á, thì người ta sẽ làm đường, mà khi người ta làm đường á, thì nó không có quan trọng là nhà mày đó, vườn mày đó, nó muốn xẻ đường thì nó đền theo cái giá trị thị trường. Cho nên mình là người dân, nó thiệt ra thấp cổ bé họng, câm như hết vậy thôi. Đúng rồi. Vâng, thế thì ở đây vừa rồi thì anh chú Cầm chia sẻ tiếp đi, xong thì cháu có ý kiến. Hôm trước thì thằng chú Cầm chia sẻ đi. Hôm trước A La Phạm đã chia sẻ một cái video clip mà nó để tên là Pink House, là một căn nhà màu hồng mà bị chính phủ Mỹ ra đập phá đó, có nghĩa là vậy. Cái bà đó, bà nằm trên mỗi con đường, cái nhà của bà đó, mỗi con đường mà chính phủ Mỹ đã muốn là để mà xây dựng một cái freeway, thì bà nằm, cái nhà bà nằm ngay cái lộ giới. Vì cái chỗ đó thành ra yêu cầu là bà phải dẹp cái nhà của bà, thì nhà nước bồi thường, ví dụ như bồi thường 200.000 đô, thí dụ là vậy đi. Thì bà lật bà ly bà tô bà vẽ giống y chang như cái dân chủ cái cụ của mình đi ra, mà là bà làm bà sơn bà phết cái nhà bà thành màu hồng, bà làm đẹp lắm, có nghĩa là để bà tăng cái mức đền bù lên. Rồi nó đâu có nói gì đâu, bây giờ trên gia hạn ngày nào bày không ra, không ra đủ đấy, có mấy ngày nó có lượng cạp, nó cạp ten trong cái thì tao là đủ bà nát bét cái nhà luôn. Để đây là nó không có cái vụ mà kiểu điều tinh luật là luật à. Thế thôi, đó hôm trước có để cho con bổ sung cái này này. Hồi đó mình cách đây khoảng 5 năm thì mình ở trong cái khu mình có một cái ông mà người miền Nam, ông ấy qua, nhưng mà ông nói chung tất cả đa số 95% nhà ở Mỹ thì nó có một cái hội là gọi là Homeowner Association, là có nghĩa là cái chỗ này nó quản lý cho khu nhà mình. Thì hồi đó thì Phi biết là có một cái gia đình đó Việt Nam mới qua, người miền Nam. Thì khi mà nói chung nhà ở mình của mình ở mình làm ở trong bất cứ cái gì cũng được, nhưng mà khi mình làm ra ngoài mình phải hỏi cái hội đó. À, có nghĩa là bây giờ Phi muốn trang điểm bên ngoài nhà cái gì thì có một cái ông Việt Nam, ông qua đây cũng 2-3 năm rồi, những ông người miền Nam, thì ông muốn làm, có nghĩa là làm cái mái sau Phi vườn á, thì ông làm thì có người bảo ông ở đây lâu năm, ông tới khuyên nó anh đừng có làm như vậy, nhưng mà ông nói ông chuyện giống như kiểu miền Nam mà đủ má, tao muốn làm gì tao làm, chứ nhà tao muốn làm gì tao làm, chứ tao sợ gì. Thì làm xong rồi thì ông làm xong rồi thì cái tuổi cái hội đó nó gợi nó bị ông tháo xuống, ông nói tao không có tháo. Thì khi đó ông đi làm thì cái hội đó nó gợi người xuống tháo ra dọn dẹp hết, rồi đưa một cái hóa đơn cho ông đó, ông phải trả tiền đó. Nó như vậy, cho nghĩa là bây giờ nhà của Phi ở đây, nhưng mà không, mình có quyền trong nhà thôi, cho mình thí dụ như mình muốn bắt cái măng xôi ở ngoài, mình muốn làm bất cứ ở bên ngoài là mình phải hỏi xin phép đàng hoàng. Còn mà như mình không làm được, mình làm mà không có cái giấy phép là người ta nó xuống nó tháo liền, nó tháo tại chỗ, rồi cái công nó tháo mình phải tiền. Ý em hỏi anh Phi là như em xem trong cái đoạn video clip ý, thì trong đó là rất là đông người dân, người ta nói là người ta đã ở đó là cách đây độ 30-40 năm rồi, thì ý em muốn hỏi rằng là những cái trường hợp ở người Việt Nam ta sang bên đấy ở tại cái mảnh đất mà người ta đã ở và người ta xây nhà và người ta ở trên đó rồi, thì những cái trường hợp này có được cấp sổ đỏ hay không,
À, tức là có cần cấp quyền sử dụng đất hay không, hay là phải mua, hay là phải như thế nào, ý em hỏi như vậy. Sổ đỏ, sổ xanh gì không quan trọng, khi mà cái nhà mình ở, cái khu đất mình ở nó nằm trên cái public domain, là có nghĩa là thuộc công cộng. Cái đấy ý em chỉ hỏi anh là có được cấp hay không thôi. Thế còn tất nhiên rằng cái việc đấy là việc sau làm gì đấy là quyền của nhà nước, đúng không ạ? Thì đất lực mình có quyền chứ, nó khi mà mình trả hết tiền cái đất của mình mua thì người ta cấp cái sổ cho mình chứ, đúng rồi, mình có sổ chứ. Nó ở đây nó tức là phải mua, đúng không anh? Ở đất kia thì phải mua chứ, đâu có ai cho đất mình đâu. Rồi, ok. Thế thì ở đây thì em lại xin chia sẻ như thế này. Như vậy thì là hôm nay thì chúng ta không nói chuyện, thì trên cơ sở là theo như cái cách nghĩ của em thì em thấy rằng là đất nước Việt Nam của chúng ta rất là ok. Tại sao em lại nói như vậy? Như vừa rồi thì đối với lại các anh, các chú ở bên nước Mỹ thì toàn bộ đất cát các thứ là phải mua, phải không ạ? Đất đâu thế có phải giống như mình ra ngoài khu mà trống mình rào lại mình nói đất này của Lê Đại Phi đâu có ai chứng nhận vậy được đâu. Mình phải mua đất chứ đâu có phải là tự nhiên mà đất mà mình ra ngoài mình rào lại mình nói là rào đất này của tao đâu có. Vâng, vậy thì em muốn nói như thế này. Là đối với ở Việt Nam chúng ta thì nhà nước có một cái quy định là người ta quy định là từ như ở địa phương em á thì là từ từ 2007 hết và trước, các trường hợp đã ổn định ở trên đất rồi ấy, thì nhà nước cấp, tức là có thể là đất từ thời cha ông cụ kỵ ngày xưa để lại, và những trường hợp mặc dù là lấn chiếm thật nhưng từ năm 2007 hất về trước là được nhà nước cấp. Thế còn những trường hợp từ năm 2007 hất về đây, từ năm 2007 hất về đây, nếu như anh là một trong các trường hợp tức là không được nhà nước cấp nữa, mà anh nằm trong cái diện là anh lấn chiếm đất của công, phải không? Lấn chiếm đất của công. Nếu như cái chỗ đất mà anh ở này mà không thuộc nằm trong quy hoạch của nhà nước, ví dụ là gì? Quy hoạch là một là làm công trình phúc lợi, ví dụ đường xá rồi thì trường trạm rồi thì y tế tất đấy, hoặc là nằm trong cái quy hoạch của một cái khu công nghiệp nào đó, thì nhà nước cho phép, tức là cho phép là gì? Cho phép là anh phải đóng thuế đối với nhà nước và nhà nước sẽ cấp sổ đỏ. Đấy là một cái mở, đấy là một cái mở mà rất tốt và rất có lợi cho người dân. Đấy, thế còn cái thứ hai nữa, nếu như cái trường hợp đất của anh mà anh nằm trong cái quy hoạch đó thì không bao giờ anh được, thì bắt buộc nhà nước phải có cái biện pháp cưỡng chế, bởi vì anh là người lấn chiếm, phải không ạ? Thế thì liên quan đến cái việc này thì tại sao nó liên quan vừa rồi nó rộ lên một cái trường hợp là nhà nước cướp đất rồi thì cái việc nọ việc kia. Thế ở đây thì em hôm nay thì em cũng xin kể một cái câu chuyện như thế này. Ở đây thì có chú Cầm, có bác Trần Thành Trung, bác Châu Huynh, rồi thì anh Phi, rồi tất cả mọi người theo dõi diễn đàn. Thì cái câu chuyện này thì em cũng kể rồi. Thế nhưng hôm nay em xin kể lại một chút để cho chúng ta thấy được rằng là nhà nước có cướp đất hay không. Đó. Thế ở đây thì nói một cái câu chuyện ở địa phương em. Lúc đó là trực tiếp, lúc đó là em làm việc. Thế thì nói với lại các chú, các anh và mọi người như thế này. Em xin kể một câu chuyện như này. Ở trong địa phương em có một cái ông, đó là ông bác trong họ gần, trong họ nội tộc, bác của em luôn. Thế và có một cái ông đấy là ông cũng là ông của em và trong họ của em luôn. Thế thì lúc đấy thì em lại là người quản lý ở địa phương. Thế thì bản thân cái ông bác này, ông ấy có một cái, tức là bên trong nó có rất là nhiều những các cái vấn đề khác. Rất là những cái vấn đề mà đối với bất cứ ai, những người làm việc là phải để ý. Thế thì đối với ông này thì ông ấy xin người ta ở địa phương em người ta gọi là cung tiến, tức là hay gọi một cách khác là hiến cho tập thể một cái miếng đất giáp khu vực của tập thể. Tức là cái miếng đất này nếu như muốn đi vào trong cái miếng đất này thì phải đi vào một cái ngõ rất là sâu, và cái miếng đất này cái giá trị của nó không đáng bao nhiêu cả. Thế và bản thân ông làm một cái nhà hai tầng rất là to, bên dưới thì đổ bê tông, bên trên thì là bằng gỗ và cửa bức bàn. Thế và ông có ý kiến là hiến cho tập thể. Thế lúc đó thì em là người quản lý ở địa phương thì bản thân em ấy thì em kiên quyết em không nhận. Đã, kiên quyết không nhận. Thế thì ngay lập tức tại cái thời điểm đấy thì bà con nhân dân
và có cả một số cán bộ nữa là không đồng tình với lại quan điểm của em. Thế và người ta cho rằng là em là cậy quyền rồi để em là thế nọ thế kia để gây khó khăn cho cá nhân, bởi vì người ta chỉ nói rằng là người ta là nhân dân mà người ta hiến cho tập thể mà không nhận. Thế thì quan điểm của em nói rõ là nếu như gia đình cung kiến cho tập thể nhiều hay ít, bất cứ một cái gì tập thể đều nhận, nhưng trên quan điểm là ông phải nói rõ trong đơn, cái thứ nhất là phải thượng dạ hạ tàng. Thượng hạ dạ tàng là gì? Cái thứ nhất là đất và tài sản trên đất, đất gồm như thế nào, bao nhiêu mét vuông, tài sản trên đất gồm có những cái gì. Thế thì sau một thời gian thì ông cứ băn khoăn, không biết không hiểu là có lý do gì nhưng mà ông băn khoăn. Thế và cái miếng đất này á, là ông lại mua của một cái ông, tức là như vừa rồi em nói đấy, là cái ông đấy là ông của em, ông trong họ nội tộc. Thế thì quan điểm của em là em nghĩ ngay ra rằng sau này nó sẽ có chuyện. Thế và bản thân mình là những người đứng đầu thì mình không thể làm cho những cái đời sau người ta phải đi giải quyết những cái hậu quả được. Thế và trong cái thời gian mà em không nhận thì em gặp rất nhiều những cái khó khăn về cái việc nọ việc kia, rồi về trong cả những cái lời nói từ nhân dân rất là khó chịu. Thế thì em vẫn kiên quyết, một mình em vẫn kiên quyết không nhận. Thế thì sau đó là một thời gian sau y như rằng cái sự việc nó xảy ra, tức là giữa cái ông mua và khi mà em đã yêu cầu họ là phải viết trong giấy tờ rõ ràng, tức là thượng gia hạ tàng, và trên cơ sở lúc đó tập thể mới nhận và yêu cầu là gia đình là phải làm thủ tục chuyển đổi cái số đất này sang cho tập thể để làm trong cái diện trong cái sổ đỏ của tập thể. Thế thì ông ấy đồng ý, thế và ông ấy viết một cái đơn và theo yêu cầu của mình. Thế thì sau một cái thời gian rất là dài, em nói anh là sau một thời gian rất là, nó giờ vào tầm được khoảng 2 năm sau thì nó xảy ra một cái chuyện là giữa cái ông mua cái miếng đất của cái ông mua cái miếng đất này mà ông không giải quyết được với lại cái ông bán đất. Thế và cái người bán đất, tức là cái người bán đất đấy là ông trong họ nội tộc nhà em phải gọi bằng ông, là ông ấy quay sang ông đòi tập thể. Thế thì quan điểm của em đó, em đã biết trước cái việc này. Thế và cái quan điểm của em là đấy, trong đơn rồi thì gọi cả hai bên gia đình ra họp nói rõ cái việc này là thế này, việc này là thế kia, tất cả đều có trong văn bản giấy tờ. Tập thể hiện tại bây giờ là yêu cầu hai gia đình tự giải quyết với nhau và tập thể không cho có trách nhiệm trong cái việc này nữa. Thế thì em nói với anh là sau đó là cái gia đình của cái ông bán đất này, ông ấy bản thân ông không ra mặt. Thế nhưng mà em nói anh là ông ấy cho vợ, sau khi là hai bên giữa bên mua bên bán để cung kiến cho tập thể nên là không giải quyết được với nhau và người ta đòi tập thể và tập thể không có trách nhiệm giải quyết. Thì cái người vợ này người ta người ta chửi, em nói là chửi cán bộ thậm tệ. Mà anh phải biết được rằng là đối với lại Việt Nam chúng ta thì người cán bộ không bao giờ không, thực ra thì đối với các cái cơ quan trấn áp thì nó thuộc bên công an phải bên pháp luật. Thế nhưng mà đối với bên chính quyền thì có nhiều khi á, trong cái phạm vi quyền hành của mình nó có những cái hạn chế là mình không thật sự là không có mang cái tính chất là nói hay là có cái biện pháp cứng rắn đối với người dân. Thế cho nên là người dân người ta có một cái là người ta lợi dụng cái việc đấy. Em nói ví dụ như là như cái trường hợp cái bà đấy, bà chửi cán bộ từ địa phương ra đến cơ quan. Thế mà họ chửi đến lúc mức là kinh khủng. Họ bảo là đảng lừa cán bộ, lừa dân để cướp đất rồi thì nói chung là nó không còn một cái câu nào để mà không còn một câu nào hơn nữa, tức là người ta chửi thậm tệ đó. Thế ở đây thì em nói với anh, người ta chửi như thế, người ta là người đàn bà, người ta chửi từ nhà người ta mà ra đến tận cơ quan, cả một cái đoạn đường dài 2 cây số mà người ta vừa đi người ta vừa chửi cán bộ, người ta chửi đảng. Thế thì ở đây đấy, cho nên là tại sao mà em lại nói đến ví dụ một cái câu chuyện là như thế, là vì đối với lại nếu như các anh dân chủ cuội, nếu các anh quay được cái cảnh đó, đúng không, các anh quay được cái cảnh đó, các anh tung lên mạng, các anh đưa ra nước ngoài, sau đó là các anh xuyên tạc, các anh bóp méo rồi thì các anh thế nọ thế kia, thì nó thành lại là một cái thành câu chuyện mà rõ ràng, đúng không ạ, rõ ràng người dân người ta chửi đàng hoàng, người ta chửi cán bộ, người ta chửi đảng, chửi thế nọ thế kia, rõ ràng là như thế. Thế nhưng ở đây thì để mình thấy rõ được rằng là cái
cái bản chất của sự việc. Em vẫn thường nói với mọi người rằng trong một cái sự việc nó bên trong nó, đằng sau nó còn rất là nhiều vấn đề. Cho nên đề nghị mọi người hãy tỉnh táo và xem xét từng việc cho nó cụ thể, chứ đừng nghe cái một số các cái thành phần dân chủ cuội nó đưa lên những cái trang thông tin đấy. Như em vừa rồi em nói đến cái câu chuyện như thế là vì để cho mọi người thấy rằng là như vậy thì có phải là chính quyền cướp đất hay là lừa dân hay cướp đất hay không? Không, đúng không? Không bao giờ có. Đấy thì ví dụ như các anh ba que, các anh dân chủ cuội mà các anh quay được cái cảnh đó các anh đưa lên thì rõ ràng cái người dân người ta đi đường người ta chửi là việc thật. Thì và mọi người ở Việt Nam mình thì nó mới có một cái rất là người dân người ta rất là người ta không kiểm soát thông tin, người ta cứ thấy thế là bắt đầu người ta lao vào, là bắt đầu người ta bình luận, người ta xỉa xói, người ta rất là nhiều vấn đề. Đấy, ở đây chúng ta phải nhìn rõ rằng là cái bản chất của cái bọn dân chủ cuội nó là như thế. Thế và ở đây chúng ta phải khẳng định một điều rằng xin phép bổ sung cái chỗ Nguyễn Anh như thế này. Cái dân của mình ấy thì lấy mà Trần Đình Chiêu nói rồi là quan thì tham mà dân thì gian. Ở cái điểm như thế này này, theo luật đất đai năm 2003 thì đất sử dụng trước năm 1993 trở về trước mà ổn định thì được nhà nước cấp sổ đỏ và gọi là cấp quyền sử dụng đất, đúng không? Nhưng chúng ta có cái rất là khổ, khi mình đã ở ổn định rồi thì cái chính sách của nhà nước cấp cái sổ đỏ, cấp cái quyền sử dụng đất cho người dân, nhưng mà khi người dân đã phải nộp cái thuế để chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng từ cái đất dân chiếm này, đất ổn định rồi đất ao hay đất gì đó sang đất đất có sổ đỏ thì phải nộp một cái nguồn thuế nhất định, thì người dân là ta cứ, cho nên ta không nộp thuế mà ta cứ ở trong cái của ta thì rất khó như thế. Ví dụ nếu được đất nông nghiệp mà ổn định từ năm 93 bao nhiêu trở về trước được cấp quyền sử dụng đất thì phải nộp giá trị là 100%, cái giá 100%. Đó ví dụ đó, cái thửa đất đó là 100.000 một mét vuông thì phải nộp thuế 100.000 một mét vuông. Thế nhưng khi chúng ta nộp tiền ra ấy là 360 mét vuông thì là bao nhiêu tiền? Người dân chúng ta không nộp tiền và không làm thủ tục để chuyển cái mục đích sử dụng cái mảnh đất đất của nhà mình sang cái đất ở lâu dài. Thế đến khi mà nhà nước có cái công trình quốc kế dân sinh mà muốn lấy đất để làm khu công nghiệp hoặc là phát triển đường xá giao thông mà phải lấy đất của họ, thì lúc giờ nhà nước chỉ đền bù những cái tài sản trên đất và cái giá đất nó lại là đất nông nghiệp, nó rất là rẻ. Thế mà chính lúc của có cái công thì giá đất nó lại đắt lên vụt. Thì lúc bây giờ là đất tôi ở từ này theo luật thì tôi được cái này, nhưng không biết rằng là khi nhà nước đã mở cửa cho mình để mình được quyền chuyển cái mục đích sử dụng cái mảnh đất này sang đất ở. Đấy, nó cái khổ cái dân đang nó cái khổ ở như thế. Thế do vậy khi câu chuyện của anh Nguyễn đưa ra là câu chuyện gì? Là cái câu chuyện khi mà gia đình đó hiến đất để mở đường vào khu nhà đó, đúng không? Đấy. Khi chưa hiến đất mở đường đấy thì đất giá trị nó rất là ít. Khi hiến đất mở một con đường vào trong đó thì cái mảnh đất giá trị nó lên. Thì khi nhà chủ đó bán thì giữa tranh chấp giữa nhà chủ cái bán cái khoản đất mà khi người chủ cũ đã hiến đất rất là thể. Mà trong cái đó khi bán cho chủ mới thì vẫn tính cái diện tích đó là trong cái sổ đỏ, đúng không? Đấy. Thì khi mà hai bên tranh chấp nhau thì chửi chính quyền này chính quyền khác thì cái thành phần dân chủ cuội nó lợi dụng vào những cái tình cảnh đó, nó thông tin lên và nó đưa lên là Đảng Cộng sản Việt Nam ta cướp đất của dân này rồi thế này thế khác. Đấy. Cái sai của dân chúng ta chứ không phải sai ở cái cấp chính quyền. Ở cấp chính quyền. Đúng rồi. Đấy. Đấy. Ý em muốn nói là ý em muốn nói rằng là đấy là một cái sự việc. Đấy, một cái sự việc mà nó xảy ra là như vậy. Thế và để cho mọi người thấy được rằng là cái việc mà từ trước đến nay ngay cả địa phương ở đâu cũng thế thôi, là khi nhà nước lấy vào thì nhà nước có trách nhiệm đền bù theo giá quy định của nhà nước, chứ không có ai cướp của dân bất cứ một cái gì cả. Trong cái trường hợp trong các cái trường hợp lấn chiếm anh em nhé, cái chủ đề ngày hôm nay là chúng ta nói đến những cái thành phần dân chủ của trong nước, thì cái ý của anh em mình vừa chia sẻ là cũng là cái ý là cái dân chủ ở trong nước nó lợi dụng vào những cái hoàn cảnh
để chúng ta lấy một cái ví dụ đó để ta chứng minh cho chứng minh cho các cộng đồng mạng và anh chị em ở hải ngoại biết được đấy là cái thành phần dân chủ ở trong nước nó hoạt động như thế, nó lợi dụng vào hoàn cảnh như thế đấy. Và cái mục đích hôm nay là chúng ta tập trung vào những thành phần dân chủ ở trong nước, chúng làm gì cho đất nước này và chúng làm như thế nào để chúng cho đất nước ra làm sao, cái bản chất của chúng như thế nào đấy. Vậy anh em chúng ta tập trung chia sẻ và đồng thời chúng ta cũng liên hệ với anh Cửu Nguyễn ở chỗ Đại Phi ở bên nước ngoài, xem cái thành phần chống cộng của đoàn hải ngoại nó lợi dụng cái thành phần dân tộc của trong nước nó như thế nào. Đây, mời Trung Huỳnh có ý kiến gì không?